Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Ninh Bình. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong năm qua và cho biết chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để Quốc hội Hàn Quốc trực tiếp trao đổi với các lãnh đạo của Việt Nam về định hướng phát triển quan hệ hai nước trong 30 năm tới. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho du khách Hàn Quốc khi đến với Ninh Bình. Đặc biệt là quan tâm đến các tai nạn, sự cố và các vấn đề lãnh sự, thiết lập đường dây nóng với Đại sứ quán Hàn Quốc để tích cực chủ động hỗ trợ công dân Hàn Quốc trong trường hợp cấp thiết, tăng cường quan tâm các mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy sự phát triển giữa Hàn Quốc và Ninh Bình.